Kính chào quý vị. Thưa quý vị, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Chính vì những niềm tin một cách mãnh liệt như vậy, nên việc quan trọng với một số người, đặc biệt là giới kinh doanh, là lễ bái. Họ không ngại chi đậm cho những hoạt động tâm linh. Họ đặt niềm tin mù quáng vào những thầy cúng. Một việc khá động trời mới được phanh phui khi đại gia có tiếng dâng cả cô vợ của mình cho gã thầy cúng để gã này giải hạn. Tức và ghen tuông kinh hoàng nhưng không dám làm gì vì sợ thầy và sợ xấu mặt nên vụ việc đã bị cho vào quên lãng. Kính mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây để cùng hiểu hơn về điều này. Trong xã hội mà nạn buôn thần bán thánh xuất hiện một cách tràn lan thì người ta dần hình thành khái niệm thầy cúng VIP. Thầy cúng dạng VIP là lên xe xuống ngựa, nói có người nghe, đè có kẻ sợ. Thầy dùng đồ hàng hiệu đắt tiền, lời thầy phán truyền là ý thánh, chỉ có nghe, cấm có cãi. Thầy thuộc dòng sang chảnh danh giá nên đến cửa thầy phải biết đường, biết lối, biết ăn, biết nói, không được để thầy phận ý, mất lòng. Một lễ thầy nhận cũng có giá trị hàng triệu, chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu, tùy theo việc xin cầu và gia thế của gia chủ. Thầy cúng dạng VIP có cuộc sống đẳng cấp trong mơ, không phải ai cũng dễ bề tiếp cận. Ông là chủ của nhiều cơ sở sản xuất ở Quảng Ninh, kinh doanh xăng dầu, than, vật liệu xây dựng, một vài lần lên báo của tỉnh về chủ doanh nghiệp lớn ăn nên làm ra ở đất mỏ. Ông có trong tay cơ ngơi bề thế và tậu được vài con siêu xe thuộc loại khủng. Chưa hết, trong một lần trò chuyện với ông, tôi ấn tượng câu nói giàu ai thèm ở nhà biệt thự. Biệt thự là dành cho tầng lớp bình dân. Giờ người giàu, người ta phải ở dinh thự. Dinh thự, ông nói, đó rộng hàng nghìn mét vuông, có hàng chục phòng thuộc loại đẳng cấp với những phương tiện hiện đại nhất, có bể bơi thông minh ngoài trời, có sân vườn và phòng khách thuộc loại xa xỉ. Ừ, là vào dinh thự dành cho tổng thống. Phòng ngủ của ông cũng đẳng cấp không kém. Đó là những nội thất xa hoa mà ông đã cất công sáng tận trời Tây để lựa chọn một cách cầu kỳ. Ông bảo, ngoài giường ngủ độc đáo của vợ chồng ông ở Việt Nam thì nay đố có cái thứ hai. Tóm lại, ông là một đại gia có tiếng nhưng hiềm một nỗi. Tiền thì ông không thiếu nhưng sức khỏe của ông rất yếu. Hơn 3 năm nay, ông nhận được án tử, ông bị ung thư gan và ông có hai cậu con trai, đứa lớn 22 tuổi nhưng ngay từ năm cấp 3 đã nổi tiếng là một cậu ấm ăn chơi bản mạng, tiêu tiền không tiếc tay. Bao nhiêu trò quỷ quái, tệ nạn cậu ấm này cũng đã từng trải qua để thử một tí cho biết. Thằng nhỏ 6 tuổi nhưng sức khỏe ốm đau, giặt dẻo suốt. Những chuyện đó khiến ông rất phiền lòng. Ông bảo với tôi, đất có thổ công, sông có hà bá, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chính vì niềm tin một cách mãnh liệt như vậy nên việc quan trọng với ông bây giờ là lễ bái. Thật ra bằng sự kiểm chứng của cá nhân, tôi vẫn luôn tin rằng khi con người ta ở tận cùng của sự đau khổ, mất mát hay nỗi sợ hãi, người ta đều hướng đến tâm linh. Nhưng ông nói mỗi người chỉ giỏi một cái nghề. Mình làm doanh nghiệp, mình giỏi kinh doanh kiếm tiền, việc cầu cúng lễ bái thì phải có thầy lo. Chẳng hiểu ai đã mách nước cho ông mà ông có đến 3 thầy. Ông kể, ông là dân kinh doanh, thương trường là chiến trường nên có không ít kẻ địch lăng ne dòm ngó chờ trực, chỉ muốn kéo mình xuống. Biết đâu thầy là gián điệp ăn hai mang. Kể cả không như vậy, người nào cũng có lúc đúng, lúc sai, lúc hỏng, nên ông phải có 3 thầy. Đương nhiên ba thầy không được biết nhau. Để ông còn kiểm chứng xem các thầy phán có chuẩn không, có mẫu số chung nào không. Nghe lời các thầy, trong dinh thự của ông dành một căn phòng thờ với đầy đủ các ban. Ở đền có gì thì phòng thờ của ông có nấy, từ ban cổ đồng, hội các quan, ngọc hoàng, lam tảo bắc đậu, ngũ vị tôn ông, tam vị ông hoàng, ban tam tòa thánh mẫu, ban sơn trang, ban trần chiếu. Điện của ông lúc nào cũng hòa thơm trái ngọt, hương khói nghi ngút. Và đương nhiên một thầy ông thấy tin tưởng về năng lực nhất trong các thầy được ông đón đến để làm lễ vào những ngày trọng đại. Thầy của ông nổi danh là một thầy cúng có tên tuổi, và ông này chỉ cúng cho các gia đình đại gia có tiếng. Thầy bảo, trần sao âm vậy, không thể nào làm lễ qua loa đại khái được. Mình có trân trọng người ta thì người ta mới yêu thương mình. Đấy là phép biện chứng, là khoa học. Bình thường thầy lúc nào cũng tỏ ra trang nghiêm, đĩnh đạc. Mùa hè hay mùa đông,
thầy toàn đóng bộ sơ mi hàng hiệu hay bộ com lê cà vạt. Thầy có vật bất ly thân là một máy laptop đời mới, điện thoại công nghệ cao iPhone mới ra, loại nào thì thầy có ngay loại đấy, toàn do con nhang đệ tử biếu tặng. Thầy nhận cho là may, thầy còn mách nước cho cách diệt yêu, trừ tà, tránh họa, gặp phúc. Đại gia nào đã dính dáng đến thầy, nhờ thầy chỉ bảo đi nước ngoài khi về ngoài, quà cho vợ con phải có quà cho thầy, mà quà phải ra tấm, ra món. Thầy dùng hàng hiệu từ đầu tới chân, áo, quần, thắt lưng, đồng hồ, cạp táp của những thương hiệu nổi tiếng thế giới đều là quà cho, quà biếu. Tiền trả công cho thầy cũng phải bỏ phong bì, phong bao đưa trân trọng, cẩn thận, có doanh nghiệp còn chu đáo, mua cả phiếu ghi ở những khu resort cao cấp trong nước cho thầy để thầy thư giãn. Lúc nào thầy muốn đi, doanh nghiệp lại đặt vé máy bay cẩn thận. Thầy đi một bước là có kẻ hầu một bước. Thầy giỏi thường hay đỏng đảnh khó chịu, nên không được làm thầy phận ý. Thầy nói đâu phải nghe đấy, chứ lắm lời, nhiều mộm là thầy giận, thầy không cúng cho nữa. Vị đại gia đất Quảng Ninh, nhiều tiền nhưng hiểm nỗi sức khỏe sút kém. Con trai lớn lêu lổng ăn chơi, thằng bé thứ hai ốm đau bệnh tật, nên ông rất phiền lòng, chi tiền lễ bái kêu cầu không tiếc tay. Một lần thầy phán, thằng đầu chơi bời vậy, phải làm lễ quy y thì nó mới thay đổi tâm tính. Mà lễ quy y phải được tổ chức tại một ngôi chùa ở thành phố Đà Nẵng. Ngay sau khi nghe thầy phán xong, ông liền đặt vé hạng VIP để cho cả ba người vào thành phố Đà Nẵng đến ngôi chùa nổi danh kia. Nhưng bệnh tình của ông cũng không thể hết hẳn vì mang trọng bệnh, nên giờ vẫn hàng tuần, hàng tháng mời thầy khấn lễ đều đều. Nửa năm sau thì nghe nói thầy và ông Đường ai nấy đi vì một lần làm lễ gì đó ở một ngôi chùa thuộc một tỉnh miền Trung. Ông doanh nghiệp mang theo cô bồ nhí cùng thầy lên khoang VIP. Trên đường đi, ông thầy cúng và cô bồ tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Vị doanh nghiệp kia bệnh tật đau ốm liên miên, gọi là bồ nhưng cũng chỉ là mang theo như đồ trang sức để ngắm chứ không dùng. Ông thầy cúng ở cùng một khách sạn hạng sang, ông doanh nghiệp bắt gặp cô bồ mình cưng yêu hết mực. Từ trong phòng thầy đi ra với bộ dạng như sau một cơn bão, ông tím tái mặt mày. Sau vụ đấy, ông bỏ luôn cô bồ và ông thầy cúng. Một vị đại gia khác thuộc chùm kinh doanh bất động sản ở Hà Nội, một lần ông nói với đám đông trong một bàn tiệc, khi người ta bàn đến việc một đại gia kinh doanh bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh đi xuống và có nguy cơ phải ăn cơm tù vì nợ lần chồng chất, ông nói chắc như đinh đóng cột, giàu nghèo có số, ăn cơm tù cũng có số. Số giàu nhưng không biết đường lễ bái thì đáng giàu 10 thì chỉ được giàu 2-3, đáng lý tù chỉ 3-4 tháng, 3-4 năm là được tha về thì ở tù 2-3 chục năm, ở trại cho hết đời luôn. Con người ta hơn nhau là biết nhìn nhận, biết chọn mặt người vàng. Làm sao doanh nghiệp này, vị đại gia này, theo thầy này thì làm ăn phơi phới, của cải đầy kho, thóc lúa đầy bồ. Vị doanh nghiệp kia, đại gia kia theo thầy khác lại lụi bại, gia đình tan nát, bệnh tật triền miên là do thầy dởm. Dừng lại, ông nói, nhớ nghe chưa, người nào cũng có người giỏi, người dở. Thầy dở chứ thầy mà dởm thì coi như là đệ tử cầm chắc cửa tử. Thầy giỏi thì lên, thầy phất, thầy dởm thì xuống. Một lần doanh nghiệp đi xuống, doanh nghiệp xuống là tiền xuống. Tiền xuống nhiều là đi một phát xuống mồ thăm Diêm Vương luôn. Nói rồi ông cười sằng sặc, xem chừng ông rất đắc ý vì mình tìm được thầy giỏi. Mỗi năm tiền chi cho lễ bái của ông đến hàng tỷ đồng. Ví như tiền đầu xuân năm mới, ông nhờ thầy đi cúng giải hạn ở chùa, rồi ông làm lễ hầu đồng ở khắp đền to, phủ lớn. Ông thuộc loại hàng khủng trong giới bất động sản, nên lễ cúng của ông cũng phải sang, phải độc. Thầy của ông tên T, quê ở Hưng Yên, kiêm nghề phong thủy từng số, gieo quẻ đoán họa phúc, lại còn cầu giải hạn, tế lễ, hầu đồng nếu ai có nhu cầu thì thầy làm từ A đến Z. Thầy T sinh năm 1969, nhưng mọi người lại hay gọi thầy là cô. Thầy có giọng nói ẻo lạc và nước da trắng xanh. Theo như lời thầy nói, thầy gieo quẻ cầu cúng là để gia chủ gặp lành tránh dữ, gặp hung hóa cát. Người thường có hai mắt thì thầy có con mắt thứ ba. Thầy soi xem vị gia chủ vướng ở đâu thì thầy gỡ ở đó. Gặp vị khách nào, thầy cũng bảo vị đấy có lương duyên mới được gặp thầy, để thầy chỉ cho mà biết đường đi, lối về.
được thầy cúng cho thì chồng làm ăn phát đạt, chức vụ ngày càng lên cao, vợ ngày càng trẻ trung xinh đẹp, con cái khỏe mạnh, thông minh hiếu học. Gia đình nào có chồng lén phén bồ bịch, thầy cúng cho một buổi thì chồng tự khắc chán phở lại thèm cơm. Cô nào bị đồng nghiệp ghen tị, chơi xỏ thì thầy cúng cho nó dở điên, dở dại, dở cuồng, dở hâm. Thầy uy tín đến độ nhà có mất trộm, hai vợ chồng có con tự kỷ đường âm cũng gặp thầy để kêu thầy tấu đỡ cho truy tìm kẻ trộm hay diệt yêu trừ ma. Nói tóm lại nghe lời thầy thì thầy giỏi như Tôn Ngộ Không, thần thông quảng đại, 72 phép biến hóa nhiệm màu. Mỗi tội làm lễ cúng của thầy giá rất chát, không phải ai cũng dám chịu chi. Một lần chúng tôi đến thăm thầy, thầy giở tờ báo chỉ vào rồi nói: cái thằng cha này giàu mà kỳ bò. Hôm đó nó đến gặp thầy, thầy nhìn cái mặt nó cứ bị khí chứ không được vượng khí, là thầy biết ngay sẽ có chuyện. Thầy bảo làm cái lễ đôi 300 triệu để thầy giải vận xui vận rủi cho, nhưng tiếc tiền không nghe, thế nên giờ mới bị công an sờ gáy. Nay đưa mặt doanh nghiệp lừa đảo tranh anh trên báo trông rõ xấu hổ. Đáng lý nghe lời thầy thì ăn cơm trắng gạo thơm, không nghe lời thầy thì ăn cơm tù cơm tội. Như đang vào cơn, thầy nói một hồi rồi thôi, rồi chân co chân duỗi, thầy nhai trầu bòm bẹp đắng hắng. Thầy làm lễ kêu cầu van vái hộ rồi cho để tạo duyên làm phúc, chứ kiếm lời lãi gì đâu. Người nghèo mà song sinh phóng khoáng, thầy chỉ cho thoát kiếp nghèo. Giàu mà bần tiện kỳ bò vụn xịt thì chỉ mất phúc, mất lộc, mất phần. Thầy bảo trần sao âm vậy, thầy làm lễ cúng cho gia chủ nào thì cũng phải mâm cao cỗ đầy, chi tiền không được tiếc tay. Thầy bảo thánh thần cũng có tai có mắt, vị tín chủ nào lòng thành lễ bái sẽ được thần thành chứng tâm. Còn ai đo được nọ nước mắm đến củ dưa hành, còn kẻ bớt một thêm hai thì mất duyên mất phúc. Nghe thầy nói thế thì chả ai dám hoi hay gì, nên thầy đưa ra giá nào cũng phải thuận theo. Thầy bao lo chọn gói làm lễ giải hạn cầu an từ A đến Z. Thầy bảo nghe thầy bỏ ra một đồng thu về 100 đồng, mà không nghe lời thầy tự cầu cúng rồi như người mù không biết đường lối mà đi, không phải tự đến cửa thánh kêu cầu mà được. Rồi thầy giải thích thánh thần có nhiều cửa, mình có bệnh này mình phải đi cửa này, tôi mắc bệnh đau vai gáy xương khớp là tôi phải đến khoa xương chứ không thể đến khoa răng hàm mặt. Vào cửa thánh cũng vậy, thánh nào cho gì là phải biết kêu, chứ không phải là kêu bừa kêu bãi. Như ở trần gian muốn tâu gửi chuyện gì thì có đơn thư, thì ở cửa thánh, cửa mẫu, cửa trầu, cửa chúa cũng phải có tờ tấu lá sớ. Ở ngoài tín chủ là ông nọ bà kia, ở đây là nhờ thầy cúng kêu thay khấn đỡ. Đơn thư phải viết rõ ràng mạch lạc, đọc tấu sớ cũng phải có bài bản lề luật. Thầy cứ chém gió một hồi, mồm miệng liến láo, nhưng rồi vài hôm nghe đâu thầy cũng phải đi trốn vì một vị tín chủ nghe lời dụ dỗ của thầy đổ ra cả nửa tỷ làm lễ giải hạn để phát tài phát lộc, nhưng doanh nghiệp chỉ vài ba tháng sau vỡ nợ, nợ lại chồng thêm nợ. Thầy nghe thấy sợ doanh nghiệp đến hỏi tội nên thoái thác là thầy bế quan để tăng thêm công lực và nhất quyết không chịu gặp ai. Thầy lúc này giống như con rùa rụt cổ, chẳng giống như cảnh oai vệ diễu võ oai ương trước đây. Thưa quý vị, chuyện thờ thần linh là điều vốn dĩ hết sức bình thường trong đời sống tâm linh ở nước ta. Tuy nhiên, mọi việc đều có giới hạn của nó. Nếu quá mù quáng tin vào những điều chưa được kiểm chứng, như vậy chúng ta rất dễ rơi vào những cái bẫy của kẻ tham lam, mua thần, bán thánh. Đến đây, chương trình cũng phải nói lời tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.